Ngày 24 tháng 10, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cho biết, vừa tiêu hủy toàn bộ đàn heo trên địa bàn có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm dương tính với dịch tả heo châu Phi. Trước đó, ngành chức năng huyện Tân Hưng nhận tin báo của gia đình ông Trần Phước Thành, ấp Hưng Trung, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, có heo bệnh và chết 10 con. Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm huyện Tân Hưng đến xác minh kiểm tra và lấy mẫu gửi xét nghiệm. Đồng thời, yêu cầu hộ ông Thành xử lý heo chết, phun thuốc khử trùng khu vực chuồng chăn nuôi. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ chi cục thú y vùng 6 phát hiện, virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi có trong mẫu xét nghiệm. Cơ quan chức năng phối hợp chính quyền xã Hưng Thạnh tiêu hủy toàn bộ số heo còn lại. Tổng trọng lượng đàn heo là 4.620 kg. Đồng thời, vệ sinh tiêu độc, khử trùng tại hộ có dịch và khu vực lân cận. Ngày 24 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Bùi Tiến Lực, sinh năm 1986, ngụ tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Kiên Giang, Trần Thanh Hòa, sinh năm 1991, ngụ thành phố Thủ Đức và Phan Thanh Hải, sinh năm 1996, ngụ tỉnh Đồng Nai, về tội mua bán bộ phận cơ thể người theo Điều 154 Bộ Luật Hình Sự. Qua điều tra, từ đầu năm 2022 đến nay, lợi dụng nhu cầu cần cấy ghép tạng thận là rất lớn, bốn đối tượng hình thành đường dây mua, bán thận. Các đối tượng tìm người bán thận theo yêu cầu là nhóm máu, độ tuổi, quê quán, sau đó nhóm báo lại cho người có nhu cầu ghép thận để thỏa thuận giá cả, tiến hành làm các xét nghiệm và lo ăn ở trong thời gian chờ ghép thận. Nhằm đối phó và qua mặt sự kiểm tra của bệnh viện, các đối tượng sẽ tiến hành làm giả các giấy tờ cần thiết. Bước đầu, công an xác định nhóm đã thực hiện 28 giao dịch mua bán tạng thận. Trong đó có 13 trường hợp đã cấy ghép thành công, mỗi trường hợp cần mua thận. Các đối tượng kêu giá từ 400 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng nhưng chỉ trả cho người bán thận từ 260 triệu đồng đến 400 triệu đồng. Qua đó, nhóm đã thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng. Qua điều tra, công an đã bắt giữ được 4 đối tượng và khám xét nơi ở thu giữ nhiều đồ vật có liên quan. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án. Ngày 24 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, mạng xã hội Facebook đăng tải một đoạn video, nội dung phản ánh một thanh niên biểu diễn bốc đầu xe mô tô trên quốc lộ 1, thuộc xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Qua xác minh, công an mời làm việc 3 đối tượng, gồm Đoàn Trần Thế Hào, sinh năm 2004, ngụ xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành; Phạm Duy Tân, sinh năm 2005, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành; và Huỳnh Trần Tấn Huy, sinh năm 2001, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Tại cơ quan công an, ba đối tượng thừa nhận đã bàn bạc, thống nhất dàn dựng nội dung quay video biểu diễn bốc đầu xe mô tô, đăng lên mạng xã hội Facebook để câu like, câu view, tạo nhiều lượt tương tác gây dư luận xấu, ảnh hưởng an ninh, trật tự. Sáng ngày 24 tháng 10, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Đô thị thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Anh Dũng thông tin về dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch xuyên tâm dự kiến khởi công vào tháng 8 năm 2024, đoạn quận Gò Vấp. Dự án cải tạo rạch xuyên tâm được Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 64 vào tháng 12 năm 2022 với tổng mức đầu tư 9.664 tỷ đồng. Trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 6.372 tỷ đồng, 2.710 tỷ đồng chi phí xây dựng, còn lại là chi phí khác. Nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố. Thực hiện từ năm 2023 đến 2028, dự kiến tháng 8 năm 2024 khởi công xây dựng đoạn quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh khởi công gói thầu xây lắp tháng 4 năm 2025 và hoàn thành tháng 4 năm 2028. Rạch xuyên tâm dài 8.865 m, tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè đến sông Vàm Thuận có chiều dài 6.628 m và 3 tuyến nhánh, rạch Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu, chiều dài 2.237 m. Tuyến kênh đi qua hai quận Gò Vấp và Bình Thạnh, diện tích thu hồi 158.800 m2 với 1.880 trường hợp bị ảnh hưởng,
trong đó Gò Vấp 84 trường hợp, Bình Thạnh 1.796 trường hợp. Ngày 24 tháng 10, Công an huyện Nhân Trạch cho biết đang tạm giữ hình sự Dương Nguyễn Bình Minh, 23 tuổi, ngụ xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch để điều tra về hành vi hành hạ con ruột. Theo đó, năm 2018, Minh kết hôn với chị Dê, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhân Trạch, có một con chung là cháu Đê, sinh năm 2018, và do bất hòa trong cuộc sống nên hai vợ chồng ly hôn. Minh giành được quyền nuôi con và đưa con về sống chung cùng mẹ ruột tại xã Phú Đông. Tuy nhiên, Minh thường đánh cháu Đê. Ngày 20 tháng 10, do bực tức chuyện cháu Đê không chịu học bài nên Minh đưa con vào phòng ngủ rồi dùng dây sạc điện thoại đánh vào người. Dùng dây điện thoại quấn vào cổ cháu Đê, sau đó, Minh tiếp tục đưa cháu ra phòng khách và lấy xẻng nhôm xào thức ăn bằng kim loại đánh nhiều lần vào phía sau lưng và lòng bàn tay trái của cháu Đê, gây ra nhiều vết sưng, bầm tím và có ứa máu trên thân thể, miệng. Chiều ngày 21 tháng 10, bà nội cháu Đê phát hiện cơ thể cháu có nhiều vết bầm nên đã trình báo công an và Minh đã ra đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi.